Vậy là sau 2 ngày tranh tài tại World Cup 2022 với những trận đấu tại bảng A, B, C thì vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 1 theo giờ Việt Nam, các nhà đương kim vô địch Pháp chính thức ra quân để bắt đầu chặng hành trình bảo vệ ngai vàng của mình. Và trùng hợp thay, đối thủ của gà trống Gauloa lại chính là Australia. Đây cũng chính là đội tuyển mà Pháp đã chạm trán đầu tiên tại World Cup 2018. Thế nhưng Les Bleus đang rơi vào tình thế đầy khó khăn khi phải đón nhận hàng loạt chấn thương từ các trụ cột. Ngay cả khi đã chốt danh sách và đặt chân tới Qatar để chuẩn bị thi đấu, Pháp vẫn rụng rời với chấn thương mới nhất của Nkunku và Benzema. Tuy vậy, với bản lĩnh của một nhà vô địch thực, binh đoàn áo lam vẫn hiên ngang đè bẹp Australia với tỷ số cách biệt 4-1, dù cho có bị dẫn trước ngay ở những phút đầu tiên. Trong ngày đặc biệt của riêng cá nhân Oliver Giroud với sự tỏa sáng rực rỡ, Pháp đã có sự khởi đầu hoàn hảo trên con đường bảo vệ chiếc cúp danh giá, đồng thời tiến một bước dài trong nhiệm vụ chính thức chấm dứt lời nguyền đáng sợ cho các nhà đương kim vô địch mỗi khi vòng chung kết World Cup diễn ra. Đúng như dự đoán ban đầu, Pháp với việc bị cơn bão chấn thương càn quét ngay cả khi đã đặt chân đến Qatar nên không còn quá nhiều lựa chọn về mặt nhân sự. Huấn luyện viên Didier Deschamps buộc phải từ bỏ sơ đồ 3-4-1-2 ưa thích trong thời gian gần đây để quay trở lại với 4-2-3-1 cùng khung đội hình gần giống như tại World Cup 4 năm về trước. Bộ ba tấn công Giroud, Griezmann cùng với Mbappe đứng cùng và khoác vai nhau trong nghi thức chào cờ đầu trận đã tạo ra không ít hoài niệm dành cho các cầu thủ Việt Pháp về khoảnh khắc họ cùng nhau tỏa sáng và đưa Les Bleus lên đỉnh thế giới. Ousmane Dembele bên phía hành lang cánh sẽ là cái tên còn lại trong bộ tứ tấn công của Pháp. Ở hai vị trí tiền vệ mỏ neo, Aurier Tchouaméni và Adrien Rabiot sẽ tạo ra sự an toàn ngay trước hàng phòng ngự của Pháp. Konate, Upamecano cùng hai cái tên quen thuộc Benjamin Pavard và Lucas Hernandez chính là bốn ngôi sao đảm nhận vai trò phòng thủ và bảo vệ khung thành của Hugo Lloris ngày hôm nay. Ấy vậy, nhưng vì thiếu vắng quá nhiều trụ cột nơi hàng thủ, tiêu biểu là cặp đôi trung tuyến chất lượng Kante, Pogba cùng việc trung vệ Varane chưa đạt được thể trạng tốt nhất vào sân thi đấu, Pháp đã phải nhận trái đắng đầu tiên từ rất sớm. Ngày phút thứ 9, từ pha căng ngang chuẩn xác bên phía cánh phải từ đồng đội, Goodwin đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng tung lưới Hugo Lloris, mở tỷ số cho Australia trước sự bất ngờ của tất cả các cổ động viên đang theo dõi trận đấu. Nhận gáo nước lạnh khi cuộc thư hùng còn chưa qua phút thứ 10, điều đó dường như đã chạm vào lòng tự ái của những nhà đương kim vô địch. Pháp liền giành lại quyền kiểm soát bóng và gia tăng sức ép lên Úc ngay sau bàn thua. Rõ ràng ám ảnh từ lời nguyền cứ vô địch World Cup là bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ đại hội tiếp theo đã khiến cho gà trống Gauloa tấn công điên cuồng hơn khi bị dẫn điểm. Ấy thế mà suy chút nữa Australia khiến sự nóng vội ấy của Pháp phải trả giá đắt. Phút 22, một pha chuyền hỏng của Lucas Hernandez đã tạo điều kiện để Đức tung cú sút xa đưa bóng đi chạch con dọc khung thành của Lloris trong gang tấc. Thế nhưng chỉ đúng 4 phút sau, bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện. Lucas Hernandez đã có pha chuộc lỗi không thể hoàn hảo hơn khi tạt bóng chuẩn xác để Rabiot băng vào đánh đầu tung lưới đại diện của châu Á, cân bằng tỷ số 1-1 cho Les Bleus. Thêm đà hưng phấn, Pháp dồn toàn lực lên để tìm kiếm thêm bàn thắng lật kèo ngay trong hiệp 1. Và đến phút 32, họ đã có thứ mình cần khi Mbappe cướp bóng tạo điều kiện cho Rabiot kiến tạo dọn cỗ, giúp Giroud dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho đoàn quần áo lam. Những phút còn lại của hiệp 1, Pháp càng đá càng bay. Lần lượt ở phút 42, trong pha phối hợp rất hay bên phía cánh phải, Griezmann thiếu chút nữa đã có được bàn thắng cho riêng mình khi đưa bóng chạy cột dọc đáng tiếc. Rồi đến phút 45, chính Griezmann căng ngang thuận lợi từ cánh phải để Mbappe băng vào. Nhưng cú dứt điểm trước khung thành mở rộng của tiền đạo này lại đưa bóng vượt xa khó tìm. Đó cũng chính là cơ hội cuối cùng trong hiệp thi đấu đầu tiên. Pháp sau những phút đầu trời choạc đã thể hiện tầm vóc của nhà vô địch khi lội ngược dòng và đang tạm dẫn trước Australia với tỷ số 2-1. Khi hiệp 2 quay trở lại được 5 phút, một lần nữa Giroud đã khiến hàng thủ Úc chao đảo. Cựu tiền đạo Chelsea đã có pha ngả người dứt điểm đẹp mắt trong vòng cấm sở trường, nhưng tiếc rằng bóng đi chạy cột dọc trong gang tấc. Đến phút 64, Mbappe tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khiến cho người hâm mộ Pháp chưa thể yên tâm khi cách biệt vẫn chỉ là một bàn. Thế nhưng cũng chỉ mất đúng 3 phút sau, vị phó chủ tịch của PSG đã chính thức lên tiếng tại World Cup năm nay. Nhận được tạt bóng chuẩn xác của Ousmane Dembele, Mbappe bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Australia, khiến thủ thành Matthew Ryan lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Đến lúc này thì chiến thắng đã gần như nằm chắc trong tay của thầy trò huấn luyện viên Deschamps. Pháp ung dung triển khai thế trận theo đúng ý đồ của ông thầy 54 tuổi. Và rồi đến phút 71, khoảnh khắc lịch sử của riêng cá nhân Oliver Giroud đã diễn ra. Xuất phát từ pha đi bóng bên phía cánh trái của Kylian Mbappe, siêu sao của PSG có pha tạt bóng chuẩn xác cho Giroud bật cao đánh đầu.
Chân sút của AC Milan đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình và cân bằng thành tích ghi bàn cho Pháp của huyền thoại Thierry Henry với 51 bàn thắng. Pháp vừa lên dẫn trước 4-1 và coi như đã bỏ túi 3 điểm ngay ra quân. Những phút sau đó, Les Bleus vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Có vẻ như Australia cũng chẳng còn động lực và tinh thần để lên bóng, tìm kiếm thêm bàn thắng danh dự. Trận đấu có thêm 7 phút bù giờ, nhưng khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số 4-1 vẫn được giữ nguyên. Pháp đã có chiến thắng đầy thuyết phục trong ngày ra quân. Họ chính thức vươn lên dẫn đầu bảng D với 3 điểm trọn vẹn. Trong bối cảnh ở trận đấu còn lại, Đan Mạch và Tunisia đã chia điểm trong trận đấu không bàn thắng, thì chiến thắng của gà trống Gauloa càng thêm phần ngọt ngào. Chắc chắn Oliver Giroud chính là tâm điểm của sự chú ý sau trận đấu này. Từng là mắt xích không thể thay thế trên hành trình vô địch World Cup 2018 của Pháp, nhưng tiền đạo sinh năm 1986 lại không có nổi bàn thắng nào. Để trước thềm World Cup 2022, Giroud thậm chí còn đóng vai trò kép phụ khi mà Karim Benzema được gọi trở lại đội tuyển. Và mặc định ngôi sao của Real Madrid đã chiếm suất đá chính với phong độ hủy diệt trong áo câu lạc bộ. Nhưng rồi định mệnh vẫn gọi tên Giroud khi mà Benzema đã chấn thương ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và buộc phải nói lời chia tay với đội tuyển khi giải đấu còn chưa diễn ra. Cờ lại một lần nữa đến tay quý ông đá qua AC Milan. Và lần này anh đã phất một cách đầy mạnh mẽ, từ không bàn thắng ở kỳ World Cup 4 năm về trước cho đến cú đúp ngay trong trận ra quân ở World Cup 2022. Giroud đã khiến cả nước Pháp phát cuồng trong niềm hạnh phúc vô bờ. Giờ đây, chàng tiền đạo điển trai đã cân bằng kỷ lục 51 bàn thắng của Thierry Henry và anh vẫn còn nhiều cơ hội để phá sâu kỷ lục đó. Nhất là trong bối cảnh Giroud đang trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Les Bleus. Có lẽ ngay anh chính thức vượt mặt đứa con thần gió trong danh sách những người dội bom xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Pháp chỉ còn làm vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên Pháp vẫn còn để lộ ra nhiều vấn đề sau chiến thắng hoành tráng trước Australia. Đầu tiên phải kể đến là sự hớ hênh của hàng thủ ở những phút đầu tiên. Việc một nhà vô địch mà bị đối thủ đánh giá thấp hơn chọc thủng lưới ngay phút thứ 9 là điều khó có thể chấp nhận. Việc lần đầu thử sức tại sân chơi lớn nhất thế giới trong đội hình xuất phát chính thức đã khiến bộ đôi trung vệ Konate và Upamecano cảm thấy ngợp. Họ cần chấn chỉnh lại ngay vì ở trận đấu tiếp theo, đối thủ Đan Mạch chắc chắn sẽ sở hữu hàng công chất lượng hơn Australia. Và những chú lính chỉ có thể trừng phạt mọi sai lầm dù là nhỏ nhất. Kể đến là việc Kylian Mbappe đã phung phí quá nhiều cơ hội, dù cho niềm hy vọng của nước Pháp đã có cho mình một bàn thắng cùng một kiến tạo. Cũng như vậy là quá ít so với hàng tá pha bóng mà Mbappe bỏ lỡ một cách lãng xẹt. Ở sân chơi mà mọi sự vi phạm đều có thể trả giá rất đắt. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh để siêu sao 23 tuổi thức tỉnh bản năng sát thủ vốn có của mình. Cơ mà dù sao Pháp vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi bỏ túi 3 điểm cho ngày ra quân. Giờ đây bọn họ nắm lợi thế rất lớn để điền tên mình vào vòng đúc ảo, đồng thời xóa bỏ lời nguyền đáng sợ dành cho các nhà vô địch tại World Cup. Nhà vua đã chính thức xuất hiện và gửi lời thách thức đến mọi kẻ có tham vọng lật đổ ngai vàng của mình. Xin chúc mừng chiến thắng đầu tay của Pháp cùng với khoảnh khắc tuyệt vời của Oliver Giroud. Hãy giữ đôi chân trên mặt đất và ngay ở vòng đấu tiếp theo, Les Bleus sẽ phải chạm trán với thử thách khó nhằn nhất tại bảng D, hung thần Đan Mạch. Thành bại có lẽ sẽ nằm hết ở 90 phút hứa hẹn đầy khó khăn ấy, nhưng đã có 3 điểm đầu tay làm vốn. Giờ thì hãy tiếp tục tiến lên nào, những chiến binh áo lam.